đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ không gian đám cưới của Công Phượng Viên Minh ở quê nhà Nghệ An. Sau thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, Công Phượng Viên Minh sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, quê hương của nam cầu thủ vào ngày 3 tháng 12. Vốn là người kín tiếng nên mọi thông tin về sự kiện trọng đại của cả hai được giữ bí mật đến phút cuối. Không để dân tình phải hóng thêm, mới đây mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh được cho là nơi tổ chức hôn lễ của Công Phượng. Có thể thấy nhiều khung ảnh sân khấu đang được các công nhân lắp ghép trên bãi đất trống khá rộng. Khu vực diễn ra đám cưới của cả hai được bao vây bởi núi đồi, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Chính như hình ảnh trên mà nhiều người đã mạnh dạn dự đoán đám cưới sẽ rất gì và này nọ. Một số hình ảnh về đám cưới của Công Phượng Viên Minh đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó, đám cưới đang được dựng lên trên sân bóng ở quê nhà. Đám cưới được tổ chức trên một bãi đất rộng xung quanh là núi đồi và cây cỏ. Trước đó, đám cưới của cặp đôi đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Dù đây là tiệc cưới thứ ba của cặp đôi này, nhưng dân tình vẫn không vì thế mà bớt hào hứng. Tấm thiệp cưới của cặp đôi quyền lực Công Phượng và Viên Minh đã lộ diện. Không lựa chọn phong cách cầu kỳ như nhiều cặp đôi khác, thiệp cưới của cả hai được thiết kế theo tông màu trắng chủ đạo, với phần trang trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Theo đó, đám cưới sẽ mang đậm phong cách dân dã, được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 phút. Ngày 3 tháng 12 tại sân bóng xóm 4, nơi chất chứa bao kỷ niệm thời thơ ấu của Công Phượng. Hiện tại, thiệp mời đã được bố mẹ Công Phượng gửi đến bà con lối xóm. Được biết, ngày 29 tháng 11, Công Phượng đã có mặt ở Đà Nẵng để dự tiệc cưới của tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Sau đó, anh sẽ cùng vợ bay về quê để chuẩn bị cho đám cưới bên họ nhà trai. Sau khi kết thúc hôn lễ tại Nghệ An, Công Phượng sẽ hội quân cùng đội Hoàng Anh Gia Lai và tiếp tục công việc riêng của mình. Và các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.